The guy just shot my dad, shot my uncle, for no reason other than to shoot. The only way justice is going to be done is when that man's life is gone. So hopefully justice is done. They'd get anything to be able to back up time and change things. It's a terrible thing to have him go this way. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một bức tranh về một chiếc mái nhà ô tô nha. Và đây chính là bức tranh của mình nha. Và đây chính là bức tranh của mình. Mình sẽ bắt đầu tô luôn nha mọi người. Mình sẽ tô màu nâu lên cái mái hiên nha mọi người. Ôi, hết đạn đi à. Mình sẽ tô như này nha mọi người ơi. Mùi gì nhỉ? Mùi cống đâu? Đâu phải mùi cống. Mùi cống. Đây nha mọi người. Sắc làm gì không biết. Anh thợ mộc. Mình sẽ tô vô đây nha mọi người. Vô tô màu hồng vô đây nha. Đây nha mọi người, mình tô cái ô tô như thế này nha. Ok nhỉ. Ok, mình tô hết như này nha mọi người. Ok nha mọi người. Và em biết là em biết rồi mình đã lỡ phần một điều đau dẫn mà chiều cao khẽ lắm anh em về sợ biết mày thì tao mất em. Ok nha mọi người, tối hết rồi đây nha. Ok nha mọi người. Xem gì? Mình sẽ tô vào đây nha mọi người ơi. Dừng lại phải tô một, buồn lắm. Và em biết và em biết suy mình ra lỡ phần một béo đau thắt nữa chiều cao khi đang đánh mũi về sau khi về để ta một mình anh để có thể câu hứa có thể. Ok mình sẽ tô hết như này nha mọi người. Ok nha mọi người. Còn cũng có một nữa. Ok
xem rồi. À, lướt phải rồi anh. Cúc. Ok, thua kìa. Ủa, anh đi. Ok em mọi người ơi. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nên mọi người hãy theo dõi mình nhé. Mình sẽ tô nốt nha mọi người. Nhiều người nói em lại không thích yêu nhiều người nên thường là lời từ chối ở đằng sau những câu ngỏ lời. Hey, this is wonderful. Ok em mọi người. Good job my boy. Đâu đi siêu thị mua đồ cho anh mà. Thank you. Đã mới rồi. Ok nha mọi người. Đi đá nhá. Ừ đi đi. Tại tầm đấy vẫn còn sợ. Hết mộ. Ok, mình chạy 1 phút. Rồi. Hết you. Đủ lỗ không? Ok mọi người. Mình sẽ tối vào đây nha. Chị ơi. 668k là sao? Sao ta 68.000 á? À cứ đấy là nó fake. Hàng fake. Okay. Ok mọi người, mình sẽ tối hết vào đây nha. Mình sẽ tô nốt vào đây nha mọi người. Mọi người đợi mình một xíu nha.
Và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau nha. Bye bye. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một chai cồn rửa tay khô nha mọi người. Như đã không cần dùng đến nước mà vẫn rửa tay được ấy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho chai nước rửa tay này, nên là mọi người hãy theo dõi mình nhé. Mình sẽ tô cái này màu xanh nha. Tô cái bàn tay màu vàng nha mọi người. Tiếp theo là cái này nha. Tô màu hồng. Cái màu nâu nha mọi người. Tiếp tục là tô màu đỏ nha mọi người ơi. Và màu gì đây? Cái chỗ này để trắng thì chắc là đẹp hơn. Ôm lại hồi sinh nữa hả? Mày hồi sinh như vậy? Chùa hồi sinh mà đâu có sinh gì thì cứ nằm đây. Ok nha mọi người. Ok ok mình sẽ tô hết vào đây như này nha. Tối nay em chả skin care cho anh. Ok, mình tô hết vào đây nha mọi người. Mình tô vào đây nha mọi người. Ok nha mọi người. Tôi như này nha mọi người. Ok, mình đang đỡ cái con ốc chó ra nha. Và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả cuối video nhé. Tô rồi.
Nhưng mà cơ bản là em đang làm, không chơi được. Không phải cãi nhau hay không mà em đang rất là thiếu video. Ok em mọi người. Em cho nó chơi mà, nó chơi không có tùy nó. Bye. Ok mọi người. Anh sao lại ký ở đá Hà Nội rồi, sân Hà Nội ấy. Chuyển 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 hẳn từ thứ sáu sang thứ năm rồi á. Ok em mọi người, mình tô hết vào đây nha. Vô xong rồi nha mọi người. Ok nha mọi người. Mình sẽ tô hết vào đây như này nha. Và đây chính là ok chưa được. Mình sẽ lôi vào đây như này nha.
Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau nhé. Bye bye. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một bình sữa. Một bình sữa cho trẻ em uống à. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này, nên là mọi người hãy theo dõi mình nha. Mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Ok em mọi người. Đó, tô theo mình như thế này là được nha. Mình tô hết vào đây màu xanh nó biển đậm nha. Mình sẽ tô như thế này nha mọi người. Ok, tụi con này gầy cơ, hóa ra nó cũng béo hơn tao. Nhìn sẽ tối như này nha mọi người. Tô hết vào đây nha mọi người. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong một nửa nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả cuối video nha mọi người. Hãy theo dõi mình nhé. Mình sẽ tô nốt nha mọi người.
ai con này bắn bóng. Đến 15 cân 1 triệu. 15 cân bóng 1 triệu. Con này bắn bóng. Bóng cười. Con vô gặp ai này. Cứ mình sẽ tối vào đây nha mọi người. Ok nha mọi người. Mình sẽ tô hết như thế này nha. Ok, mình sẽ tô nốt vào đây nha mọi người. Mình sẽ tô vào đây nha mọi người. Mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Ok nha mọi người.
Và đây chính là kết quả của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau nha. Bye bye.